nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay trên trang Facebook của anh Hổ Do An Bautista có chia sẻ một bài viết khá hay về một đại đức khá nổi tiếng hỏi xoáy và thách đố Thiên Chúa như sau. Trong 7 năm học ở nhà thờ để ra làm cha đó, thì học cái trường đại học tôi học có học chung với một vị thầy đó, ở trong đó gọi là thầy, đi ra làm bổ sứ ra nhà thờ mới gọi là cha. Thì vị thầy đó nói chuyện với tôi, thì khi trao đổi thì tôi có nói là giáo lý của nhà Phật dựa trên tình nền tảng nhân quả, nhưng mà hầu như tôi nghe bên đạo của bạn á là không chấp nhận, bên đạo của bạn có chủ trương là Chúa tạo ra tất cả phải không bạn? Thì anh nói là vạn vật là do Chúa tạo. Thì tôi mới nói như vậy: bạn ơi, xin bạn hãy về hỏi Chúa giùm tôi, xin Chúa hãy tạo ra cho con một cái cục mà Chúa cũng rinh không nổi. Cái câu này nó bó tay dữ lắm. Xin Chúa làm ơn tạo ra cho con cái cục mà chính Chúa cũng rinh không nổi, thì Chúa có tạo được không? Tự nhiên sao Chúa tạo ra người mù chi tội nó dữ. Cho nên trên tinh thần nhân quả của nhà Phật, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, quan điểm đó thì tôi cảm thấy nó phù hợp hơn. Tôi là chủ nhân của nghiệp, Phật tôi dạy như vậy. Tôi là chủ nhân của nghiệp, tôi làm ác tôi sẽ chịu quả báo ác, tôi làm lành tôi có quả báo lành, đúng không quý Phật tử? Đúng không? Number one. Trả lời: thật ra câu thầy hỏi đâu có gì là bó tay dữ lắm. Đơn giản là vì thầy còn sân si dữ lắm và hiểu biết về Chúa quá con người. Một, cái sai thứ nhất là thầy cho rằng đạo Chúa không chấp nhận nhân quả. Nguyên nhân, hậu quả là một nguyên tắc tất nhiên trong vũ trụ, không thuộc về tôn giáo nào. Trong đạo Chúa, tội tổ tông cũng thuộc về nguyên tắc nhân quả. Chúa Giê-xu cũng đã nói, cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai làm gì có nho mà hái, trên cây găng làm gì có vả mà bẻ. Nên, hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Matthew chương 7, từ câu 16 đến câu 18. Nhưng cũng cần nhấn mạnh rằng, tình yêu thương của Thiên Chúa vượt trên nguyên tắc nhân quả. Cụ thể là khi Ngài chữa cho người mù từ thuở mới sinh, những kẻ chất vấn đã nêu câu hỏi: nó bị mù là do tội của nó hay là tội của cha mẹ nó? Chúa Giê-xu trả lời cho họ biết, chẳng phải do tội lỗi của ai, Ngài không quan tâm đến nguyên do. Ngài chỉ muốn cho mọi người thấy, qua chàng thanh niên mù lòa này, Thiên Chúa đã thực hiện lòng yêu thương chữa lành. Gioan chương 9, câu 1 đến 41. Thế nên, để kết lại, xin nói rằng, có lẽ thầy nên nói đạo Chúa không tin vào thuyết luân hồi thì đúng hơn. 2. Cái sai thứ hai là thầy không tin Chúa tạo nên được tất cả và thầy thách thức. Xin Chúa làm ơn tạo ra cho con một cái cục mà chính Chúa cũng mang không nổi, thì Chúa có tạo được không? Tự nhiên làm sao Chúa tạo ra người mù làm chi? Tội nó dữ vậy. Như vậy, lời thách thức này cho thấy thầy muốn Chúa phải là một vị thần đền. Thầy muốn gì thì thần đền phải đáp ứng. Thầy muốn tạo ra cho con một cái cục thì thần đền phải hô biến ra. Xin cảnh giác một chút, nếu Chúa thật sự như thần đền, e rằng Chúa không chỉ tạo ra một cục mà còn tạo ra nhiều cục, bom hạt nhân nguyên tử, vì thế giới này đâu chỉ có một mình thầy xin cục mà còn rất rất nhiều thằng xin những thứ khác còn khủng khiếp hơn cục của thầy. Thầy không tin Kinh Thánh, đó là quyền tự do của thầy, nhưng với người đạo Chúa, họ tin Kinh Thánh cho dù họ không thể lĩnh hội hoàn toàn. Nhưng những giáo lý căn bản trong Kinh Thánh thì họ tin vững. Những điều xấu trong thế giới này, trong nhân loại này không do Thiên Chúa tạo ra, bởi ngay từ thuở ban đầu, chính Chúa đã tạo dựng nên tất cả và tất cả đều tốt đẹp. Thiên Chúa đã tạo dựng tất cả những thứ tốt đẹp ấy trước để chuẩn bị một thiên đường cho con người thụ hưởng. Điều cao quý nhất mà con người thụ hưởng là được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và có tự do. Thế nên, những gì là tội lỗi, sự xấu, sự ác là do con người dùng tự do của mình để làm theo ý mình, chứ không theo chân thiện mỹ, là ba tố chất được mặc định trong lương tâm con người lúc ban sơ. Nhân chi sơ,
tính bản thiện. Ngày nay, khoa học đã giải oan cho Thiên Chúa nhiều. Không phải do Thiên Chúa, nhưng là chính con người tạo ra HIV, tạo ra ung thư, tiểu đường, tạo ra bệnh tật bẩm sinh. Tất nhiên, con người không cố ý, nhưng do thiếu hiểu biết, do thù hận, do không đủ ý chí để chế ngự bản thân mình. Khoa học nói rằng, trong thai kỳ, nếu người mẹ dùng thuốc trị cảm, ho, thai nhi sinh ra có nguy cơ bị sứt môi. Khoa học khẳng định, thường xuyên ăn uống thức ăn nhanh, nước ngọt có ga, ít vận động sẽ bị tiểu đường. Khoa học cho biết, lương thực, thực phẩm có hàm lượng chất cấm vượt ngưỡng sẽ gây ung thư. Khoa học cho biết, vũ khí sinh học, vũ khí hạt nhân gây nên dị tật, quái thai, ung thư. Chính con người đã loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống mình. Chính con người đã tàn phá vũ trụ, thiên nhiên xinh đẹp, hùng vĩ do Thiên Chúa tạo dựng. Chính con người tìm mọi cách triệt hạ nhau. Đừng đổ lỗi cho Thiên Chúa những gì tệ hại và cũng đừng thách thức Thiên Chúa phải làm thần đền để thỏa mãn những nhu cầu hưởng thụ riêng mình. Nên nhớ, Thiên Chúa đã ban cho ta những gì là tốt đẹp nhất rồi. Nếu bây giờ ta đang phải gánh chịu những hậu quả tồi tệ, hãy ôm lấy Thiên Chúa, hãy cầu xin lòng thương xót Chúa xoa dịu, thêm sức và xin Ngài luôn mãi bên cạnh ta. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.